Anh có chuyện gì bực mình hả? Tiền này là sao? Anh tới nhà quan gì hả? Cả ngày hôm qua anh đi không có tin tức gì, em lo cho anh lắm đó. Chuyện nợ nần với cô ta sao rồi? Số tiền này là cô ta trả cho anh, không thiếu một cắc. Nhưng anh không hiểu, chỉ trong một ngày cô ta lại kiếm được nhiều tiền như vậy. 1.000 đồng là cả một tài sản. Thật kỳ lạ. Có gì đâu mà kỳ lạ. Em nói vậy là sao? Vậy thì em sẽ nói cho anh biết một sự thật. Sự thật gì? Anh có biết ai đã đưa tiền cho quan dị hà để trả cho anh không? Là ai? Em nói, nhưng mà anh phải bình tĩnh. Em cứ nói đi. Chính là ba anh. Chính ba anh đã đưa tiền cho cô ta, giúp cô ta trả nợ cho anh. Không thể nào. Không thể nào là lão ta được. Đó là sự thật, em không nói dối. Anh sẽ giết ông ta. Anh bình tĩnh đi. Mà em cũng không hiểu tại sao ông ta lại làm vậy với anh. Có khi nào ông ta có âm mưu gì không? Anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Theo em thấy á, một bông hoa như quan dị hà thì có khi ba anh cũng muốn sở hữu. Ông ta làm như vậy, anh sẽ giết ông ta. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.